Xin chào tất cả các bạn, lại là em Hùng đây. Và ngày hôm nay hãy cùng với em Hùng khám phá dòng xe Decabyte. Chắc hẳn với những ai mà chúng ta đã từng mua sử dụng cái dòng xe Decabyte, chúng ta không thể nào không hài lòng bởi những thiết kế vô cùng sang trọng, đẹp và tinh tế, và đang được rất nhiều giới trẻ yêu thích tại thị trường Việt Nam. Tiếp kế tiếp những cái sự yêu thích đó, những sự ưa chuộng đó, thì Decabyte ra mắt dòng xe DK Roma SI. Đây là dòng xe thế hệ thứ 8. Và với dòng xe này, chúng ta sẽ có những điều gì nổi bật? Hãy cùng Mạnh Hùng khám phá nhé! Và hiện tại Mạnh Hùng đang có đó chính là hai bản của dòng xe này. Hai màu, màu đỏ và màu xanh. Và dòng xe này sắp tới sẽ được ra mắt và đến với thị trường Việt Nam. Và đây là những dòng xe mà chúng ta đang cùng demo và review thử, xem nó có gì nổi bật. Đầu tiên, chúng ta vẫn phải nhắc đến đó chính là lớp sơn vô cùng tuyệt vời, bằng nhựa ABS chống cháy tuyệt đối. Và với dòng xe DK Roma SI này, chúng ta có thêm một công nghệ, đó là công nghệ sơn 3D, giúp cho màu sơn tốt hơn, bền hơn, lên đến 5 năm. Về hệ thống ánh sáng của xe DK Roma SI, đó chính là hệ thống đèn full LED dạng bi cầu, giúp cho ánh sáng của chúng ta có thể chiếu sáng một cách tốt hơn, xa hơn, với đèn viền LED hành kim cương tạo nên những cái đường nét vô cùng tinh tế và sắc sảo trong cụm đèn này. Hệ thống phía dưới đó chính là hệ thống đèn định vị ban ngày Daylight, tích hợp kèm theo đó đó chính là cả xi nhan và đèn cảnh báo. Khi chúng ta có bật xi nhan hay chúng ta bật cảnh báo, chiếc xe của bạn vẫn trở nên sang trọng. Chúng ta sẽ cùng nhìn thấp hơn một chút để chúng ta sẽ cùng khám phá về hệ thống bánh xe của DK Roma SI. Đầu tiên chúng ta sẽ phải nhìn thấy đó chính là giảm xóc thủy lực với chu trình là 260mm, giúp giảm được mọi phản lực từ phía mặt đường như là vỉa hè, giúp chúng ta di chuyển một cách êm ái nhất. Hệ thống phanh đĩa được tích hợp cho cả lốp trước và lốp sau, giúp chúng ta có thể giảm tốc độ một cách an toàn và nhanh nhất. Vành đúc bằng hợp kim nhôm, lốp đặc không xăm Kenda, rãnh rất sâu, giúp cho mọi người có thể dễ dàng hơn trong quá trình bám đường, ngay kể cả trời mưa hoặc trơn trượt. Ngoài ra có một tính năng tuyệt vời trên dòng sản phẩm DK Roma SI, đó chính là với hệ thống phanh EAPS được tích hợp trong ECU, giúp chúng ta tái tạo năng lượng nạp thẳng vào pin. Mỗi lần chúng ta sử dụng phanh sẽ giúp chúng ta di chuyển tổng quãng đường thêm đó chính là 5%. Tại sao mà Hùng nói rằng dòng xe này được rất nhiều giới trẻ Việt Nam ưa chuộng? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng ngồi lên xe để trải nghiệm cảm giác khi ngồi chiếc xe như thế này như thế nào. Đầu tiên thì Mạnh Hùng cảm thấy rằng là với khoảng cách độ cao của yên xe tầm khoảng từ 75 cho đến 80cm thì giúp cho chúng ta có thể khi chúng ta chống chân như này, nó cảm giác nó không bị trùng gối, nó không bị khó chịu quá. Với khoảng sáng gầm xe của chúng ta lên đến đó chỉ là 25cm, giúp cho mọi người có thể dễ dàng có thể lên trên vỉa hè một cách tuyệt vời nhất. DK Roma SI tinh tế đến từng chi tiết, chân chống hợp kim nhôm. Phần để chân cho người ngồi phía sau cũng bằng hợp kim nhôm, chúng ta thiết kế với những rãnh sâu chống trơn trượt. Tay xách cũng hợp kim nhôm vô cùng chắc chắn. Ngoài ra chúng ta có những điểm nhấn phần thân xe với những đèn nét tạo nên cái những cái gì nét đẹp vô cùng tuyệt vời của người châu Á. Về hệ thống bánh lái phía sau, chúng ta sẽ có càng đúc, khối động cơ, trái tim lên đến 1000W, giúp cho DK Roma SI có thể di chuyển lên đến quãng đường là 70km. Và với tiêu chuẩn chống nước IP67, chống nước an toàn tuyệt đối, ngay kể cả khi mọi người di chuyển vào đường bị ngập. Vẫn là những thông số lốp đặc Kenda không xăm, ngay cả khi thủng lốp, chúng ta vẫn có thể di chuyển đến khu vực để sửa chữa. Cụm đèn phía sau của DK Roma SI full LED vô cùng bắt mắt, tinh tế và thời thượng. Điều mà rất nhiều khách hàng quan tâm đó chính là với sản phẩm DK Roma SI này thì trong cốp của nó có thể đựng được cái gì? Đầu tiên chúng ta phải nói đến đó chính là xe điện, nhưng mà chúng ta mở khóa không khác gì xe xăng. Mở khóa trên phần điều khiển. Và với dung tích cốp chúng ta lên đến đó chính là 25 lít. Chúng ta có thể bỏ cả thế giới, bỏ bao nhiêu hành trang đi làm trong chiếc cốp xe này. Có thể là áo chống nắng, áo mưa, mũ bảo hiểm, đồ trang điểm. Ví dụ như chiếc túi này, khá to phải không quý vị?
thoải mái. Vừa rồi Mạnh Hùng vừa giới thiệu cho tất cả mọi người, đó chính là tổng quan về sản phẩm DK Roma SD. Từ những thiết kế vô cùng ấn tượng, hệ thống đèn LED, hệ thống lái an toàn trong quá trình chúng ta di chuyển, cho đến những đường nét vô cùng tinh tế ở phần thân xe và kể cả hệ thống cụm đèn phía sau nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sâu hơn về hệ thống khởi động cũng như là các hệ thống vận hành của sản phẩm DK Roma SD này. Đầu tiên, nói về khởi động thì sản phẩm này của chúng ta tích hợp hai phương thức mở khóa. Đầu tiên, một chìa khóa vật lý và một hệ thống điều khiển, đó chính là Smart Key. Chìa khóa vật lý này chúng ta dùng để làm gì? Đây là một phiên bản nâng cấp. Chìa khóa vật lý của chúng ta đó chính là để mở hộc chứa đồ mà thôi. Ngoài dung tích cốp chúng ta lên đến đó chính là 25 lít, chúng ta có một hộc để đồ nữa. Hộc này chúng ta có thể đựng điện thoại, đựng các đồ trang điểm hay đựng những đồ cá nhân mà quý vị có thể cần sử dụng ngay. Tiếp theo, về hệ thống khóa Smart Key chúng ta có tổng hợp, đó chính là 3 phím. Nút số 1, hình ổ khóa dùng để khóa xe. Nút số 2, hình chìa khóa dùng để mở khóa xe. Nút số 3, dùng để tìm xe trong trung tâm thương mại hoặc trong hầm gửi xe. Sau khi chúng ta khởi động xe, chúng ta có thể sử dụng cổng sạc USB được tích hợp phía bên trái, phía dưới của tay lái. Và với hộc từ chứa đồ ngay phía bên dưới này thì chúng ta có thể hoàn toàn vừa sạc vừa di chuyển. Trên hệ thống bàn điều khiển chúng ta đó chính là hiển thị đồng hồ phân tầng. Với hệ thống đồng hồ cơ phía trên dùng để chúng ta đo được vận tốc chúng ta di chuyển. Về đồng hồ điện tử thì hiển thị đầy đủ các thông số. Vạch pin 5 vạch, một vạch tương ứng đó chính là 20% dung lượng của pin. Đồng hồ đo km tốc độ di chuyển. Đồng hồ ô tô đo quãng đường di chuyển. Ngoài ra chúng ta sẽ có 3 cấp số tương ứng với các chế độ. Chế độ số 1, chế độ Eco, chế độ tiết kiệm điện. Chế độ số 2, chế độ Driver, chế độ lái thông thường. Và chế độ số 3, chế độ Sport, giúp cho chúng ta dễ dàng có thể vượt các phương tiện khác, vượt hầm hoặc là chúng ta di chuyển ở những nơi chúng ta có chướng ngại vật. Ngoài ra, với trên bàn điều khiển chúng ta có một hệ thống cảm biến tự động bật đèn pha trong điều kiện trời tối. Về các phím điều khiển vật lý, chúng ta sẽ có ở phía bên phải chúng ta, đó chính là bật đèn daylight, bật đèn pha. Phím bên dưới chúng ta sẽ có đó chính là bật đèn cảnh báo. Trong quá trình chúng ta gặp lỗi sự cố đột ngột dùng trên đường, phím bên dưới chúng ta sẽ có đó chính là nút điều chỉnh tốc độ 1, 2, 3. Phía dưới của tay ga chúng ta sẽ có hai phím vật lý, đó là phím P, parking, chống rồ ga, vụt ga, an toàn khi chúng ta lái xe với trẻ nhỏ. Bên dưới phím parking chúng ta sẽ có đó chính là cứu hộ thông minh. Với phím cứu hộ thông minh này chúng ta có thể đi đến trung tâm bảo hành gần nhất khi chúng ta gặp lỗi với lỗi động cơ, lỗi ECU. Về phía bên trái chúng ta sẽ có các phím điều chỉnh sau: bật tắt đèn pha chiếu xa chiếu gần. Tiếp theo, xi nhan trái phải. Và bên dưới chúng ta sẽ có phím cơ bản, còi xe. Và trên đây đó là những điều mà mình cũng chia sẻ cho quý vị về dòng sản phẩm DK Roma SI thế hệ thứ 8. Và để có thể tìm hiểu sâu hơn về sản phẩm, chúng ta cùng di chuyển đến các cửa hàng trực thuộc hệ thống DK3 trên toàn quốc. Sản phẩm hiện tại đã được phân phối. Tặng voucher trị giá 2 triệu đồng trừ trực tiếp vào giá bán khi khách hàng mua xe. Ngoài ra, đối với bảo hành chính hãng, chúng ta sẽ bảo hành chính hãng sản phẩm DK Roma SI đó chính là 2 năm, tặng thêm 1 năm bảo hành là 3 năm bảo hành. Chi tiết thông tin về sản phẩm, chúng ta hãy cùng click dưới phần mô tả để có thể cùng tìm hiểu. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.